anh Trường Giang tình của mình sao không lo, không lo chúc cho hai đứa mình kháng kích hơn, thân thiện hơn để có thể làm việc tốt hơn. Mẫu hình người chồng của em là gì? Đẹp trai, cao to. Nhưng mà có một cái điều là em kỵ, em không thích những người đàn ông luôn. Lại xúc phạm tới anh Đàm Vĩnh Hưng. Thôi, em muốn giới thiệu anh, đây là một tiết mục. Anh nên tập trung coi và học hỏi người đàn ông trong tiết mục này. Một người rất cao, rất đẹp, rất trưởng thành, rất nam tính. Vâng, xin được giới thiệu anh Khoa. Năm lớp 8 thì gia đình mình xảy ra rất nhiều chuyện. Ba mẹ mình thì quyết định không sống với nhau nữa. Và từ lúc đó mình thật sự suy sụp hẳn về tinh thần, suy sụp hẳn về mọi thứ. Mình mất dần sự tự tin. Nhưng mà mình vô tình mình xem clip Michael Jackson. Thật sự từ lúc đó mình cảm thấy rất là vui. Nhảy quá trời nhảy. Rốt cuộc năm lớp 8 mình ở lại lớp. Mình không cân bằng được giữa việc học và việc nhảy. Rồi ba mình là người đã nói với mình là hãy cố gắng vừa học vừa nhảy để cho con bớt mập lại, hoặc có thể là giữ ngang cái cân này đi. Mình phải cố gắng quay lại trường, rồi sau đó tốt nghiệp cao đẳng điện công nghiệp theo lời của ba mẹ. Nhưng thật sự mình rất đam mê nhảy. Hiện tại công việc chính của mình vẫn là bảo trì điện ở chỗ này chỗ nọ. Thì với một động lực ít ỏi, một lần làm thì khoảng chừng được 150 ngàn hay đến 200 ngàn, nhưng mà cũng đủ nuôi sống bản thân của mình. Thật sự mình muốn trở thành hot boy 75kg. Và mình sẽ có sức khỏe nhiều hơn để không phải mắc một chứng bệnh nào khi về già. Phần nhận xét của quý ban giám khảo. Xin mời anh Hưng. Đây là một tiết mục biểu diễn nhiều hơn là dự thi. Điều đó nói là cái sự thành công trong tiết mục của các bạn nó gần như là tuyệt đối. Ánh mắt của Ốc, rồi thần thái của Khoa ở em thoát vai và nhập vai rất rõ ràng. Là một cái sự ngạc nhiên hết hồn khi mà vợ phát hiện ra mình. Ánh mắt của em, khuôn mặt của em, nụ cười của em nó rất là thuyết phục. Hưng rất thích tiết mục này. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Xin mời anh Trần Huy ạ. Đúng là Khoa, em phải nhớ em đang diễn với chị Ốc. Và chừng nào diễn với một bạn như vậy và em thấy cái khách là chị Ốc diễn mặt, chừng nào nhìn em thì mình cảm nhận cái sự yêu. Và chừng nào em nhìn lại thì đúng ngây thơ ngây thơ và hơi không phải giống vợ chồng, nhưng mà đối với anh nó nhìn giống mẹ với con. Nhưng mà người ta chưa có kinh nghiệm yêu bao giờ hết. Không đến nỗi mà mẹ con như vậy, cũng có dễ thương để mà đúng một vợ chồng 100% thì cũng hơi khó cho Khoa. Bản thân Khoa có một người yêu cũng chưa có nữa. Đúng rồi. Thì làm sao đi qua cảm giác lớn hơn là cảm giác người chồng, đúng chính không? Chính xác. Nên là mình phải kích lại tinh thần của Khoa nhiều hơn chứ. Một tràng pháo tay. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Còn anh Hoài Linh ạ.
Trước tiên tôi phải cảm ơn Ngọc Thanh Vân. Hai chị em đã có một cái bài diễn nó rất là thu hút. Đối với cái bạn thí sinh đó là bạn anh Khoa, đúng như Trần Huy nói là ánh mắt của con nhìn chị Ốc như là tình cảm mẹ con. Tuy nhiên với một cái người dày kinh nghiệm như chị Vân như vậy thì chú nghĩ là trong những tuần kế tiếp con đi tiếp thì con sẽ có những cái đột phá hơn. Bài này chú rất là thích. Cảm ơn chú. Xin chúc mừng phần trình diễn của hai bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ được lắng nghe phần chấm điểm của ban giám khảo. Tôi dành một số điểm rất là đẹp cho các bạn. Đó là điểm 8. Wow, một số điểm rất là cao từ đầu đến giờ đó ạ. Đến anh làm Vĩnh Hưng nhé. Không sai, khi Hưng là một trong những người thân và là đệ tử của anh Hoài Linh, Hưng cũng ghi sẵn số điểm số 8 ở đây rồi. Tâm đầu ý hợp. Một sự đồng cảm, đồng điệu. Và thầy John. À, yeah, đó, đúng rồi. Thì chắc mình sẽ bị nói sau cái phần này. Vì cái câu chuyện này là nói về vợ chồng và tại anh chưa thấy rõ ràng và không cảm nhận được. Nhưng mà theo cái bài biên thì nó cũng tốt. Anh sẽ chấm 6 điểm. Vậy tổng điểm trung bình của ban giám khảo dành cho anh Khoa 7,3 điểm. Xin chúc mừng bạn. Và hai vợ chồng đi lên cái cân để cân coi hôm nay có tiến bộ gì không. Cân nặng cũ 107,8 kg, cân nặng hiện tại là 103,6 kg. Vậy là bạn đã giảm được 42 kg, tương đương 3,9%. Và điểm tổng cộng cho đêm thi của bạn hôm nay 11,2 điểm. Vâng, xin chúc mừng anh Khoa. Cảm ơn bạn.